Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Những ngày qua thì việc chọn trường cho các bạn sĩ tử đang là một vấn đề khá đau đầu đối với các gia đình. Chọn được đáp án đúng để đạt điểm cao đã khó rồi, bây giờ chọn được đúng trường để sau này có một tương lai tươi sáng nó còn khó hơn gấp vạn. Câu hỏi đặt ra đó là học trường nào, học khoa nào để mai sau ra trường làm đúng ngành, đúng nghề mình đã học được đây. Để im trượt hết đi hoặc chỉ có đúng một lựa chọn thôi thì nó còn đỡ. Chứ bây giờ khoa nào cũng đỗ, trường nào cũng đậu, đâm ra chẳng biết phải học ở đâu cả. Du lịch cũng ngon, tài chính cũng ngon, marketing cũng thấy thích, thế thì chọn học ở đâu? Bây giờ cái tình trạng học 4-5 năm tốn bao nhiêu tiền, thế xong rồi ra lại cũng chẳng áp dụng được tí nào vào công việc cả. Vậy thì học làm cái gì? Toàn cái kiểu học xây dựng với thủy lợi thì mai sau lại ra trường làm ngân hàng. Còn những ông học ngân hàng ấy thì bây giờ lại đang đi bán xôi ở cổng trường thủy lợi. Làm thế nào để có thể khắc phục được điều đó đây? Về bản chất thì thời buổi ngày nay xã hội đã thay đổi theo giờ mất rồi. Chính vì thế nên những cái bạn học ngày hôm nay chắc gì đến lúc ra trường đã áp dụng được đâu. Ngay cả đi học nghề cũng vậy thôi. Lúc học là học về sửa điện thoại đen trắng. Trên điện thoại có hàng chục cái nút bấm khác nhau. Mạng thì là sử dụng mạng 2G. Thế nhưng mà học xong đến lúc ra trường ấy thì xã hội nó chuyển sang dùng smartphone hết rồi. Mạng thì phổ cập mạng 4G rồi. Thế thì làm gì có trường nào có thể đảm bảo khi bạn học xong, bạn ra trường, bạn có thể làm đúng ngành, đúng nghề đã được học? Đấy là điều gần như không thể. Chưa kể còn một cái nữa, đó là giả sử như xã hội bây giờ đang thay đổi rất chậm đi, thì chính các bạn sinh viên bây giờ cũng đã biết mình thích cái gì đâu. Nghề nào nhìn từ bên ngoài vào thì cũng thấy hay cả thôi. Thế nhưng chỉ có khi bắt tay vào làm thì mới thấy được cái khốn nạn của nó, chứ chả có nghề nào hút được tiền của thiên hạ mà dễ cả. Chính vì thế nên các bạn Gen Z bây giờ nhảy việc liên tục cũng là điều dễ hiểu. Nếu nhảy việc vì các bạn ấy không có khả năng chịu áp lực công việc, đòi hỏi mọi thứ phải đến với mình một cách dễ dàng thì đó mới là cái cần phải lên án. Thế nhưng nếu như nhảy việc vì đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà việc nó không phù hợp thì đâu có gì là xấu nhỉ? Bối cảnh nó thay đổi thì buộc con người phải thay đổi thôi. Ở góc độ nào đó thì việc chịu đựng được sự thay đổi như vậy là tốt đấy chứ. Chứ có gì đâu mà phải xấu hổ. Nếu mà cảm thấy xấu hổ về việc mình phải làm trái ngành trái nghề, nhảy từ việc A sang việc B chẳng liên quan gì đến nhau, thì bạn cứ đọc lại tiểu sử của các tập đoàn ở Việt Nam hoặc là các tập đoàn ở trên thế giới mà xem. Bây giờ thì họ to, họ hoành tráng như vậy thôi, chứ xuất phát điểm của họ ngày xưa toàn những cái mà gần như là họ làm trái ngành trái nghề hết cả. Hyundai bây giờ ở Việt Nam ai chẳng biết, đó là một hãng ô tô nổi tiếng đúng không? Thế nhưng mà ngày xưa họ xuất thân từ công ty chuyên sản xuất các bộ phận xe đạp và thép ống đấy chứ. Có thể nhiều người vẫn thấy cái ví dụ này chưa được thuyết phục cho lắm vì nó vẫn liên quan tới kỹ thuật. Xe đạp với ô tô nó đều là phương tiện di chuyển. Thế thì thôi, đổi sang tập đoàn Samsung đi. Đây là tập đoàn đã quá nổi tiếng mà bây giờ ai chẳng biết hoặc là đang dùng các cái sản phẩm công nghệ của họ. Thế nhưng nếu như đọc tiểu sử của Samsung thì mới biết họ xuất thân từ ngành chế biến thực phẩm và dệt may chứ đâu có liên quan gì đến công nghệ đâu. Tương tự thì nhìn sang Toyota cũng thế, từ công ty làm về dệt, trong một chuyến sang Mỹ thấy Mỹ có quá nhiều ô tô nên ông chủ mới quyết tâm chuyển sang làm ô tô và mới nổi đình nổi đám như hiện nay đấy chứ. Còn trường hợp như kiểu của Steve Jobs cũng thế thôi, ngày xưa ông ấy học thư pháp, bản chất là học vì ông ấy thích. Học để hiểu về cái thẩm mỹ thôi, học chán học chê có áp dụng gì đâu. Thế nhưng đùng một cái công ty cần thiết kế phông chữ, lúc đấy thì tự nhiên cái ông ấy được học lại trở thành rất có giá trị. Thế nó mới oai oăm. Đây là những minh chứng lớn nhất để thấy được việc trái ngành trái nghề không phải là câu hỏi đáng để bàn tới, mà cái đáng để bàn tới đó phải là việc bạn có khả năng thích nghi với môi trường luôn luôn thay đổi hay không. Cái đó mới là cái khó. Đến như các tập đoàn to oạch, họ thành công vang dội như vậy, hóa ra cũng làm trái ngành trái nghề đấy thôi, chứ nói gì là một cá nhân như anh em mình. Các cụ đã tổng kết điều này bằng một câu nói rằng thời thế mới tạo ra anh hùng, chứ không có anh hùng nào tạo ra thời thế được cả. Làm nghề nào thì nó còn phụ thuộc vào việc bạn sống ở thời nào nữa. Nếu như đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh vào thời bình thì bác cũng chỉ là một thầy giáo làng thôi, chứ bác đâu thể nào trở thành một vị tướng lừng danh cả thế giới như bây giờ được. Cái quan trọng nhất ở đây mà các trường đại học họ dạy được cho anh em mình đó là những cái quy luật cơ bản, cái khả năng tư duy, khả năng phản biện, đặc biệt là cái khả năng tự học. Cái đó mới là cái trọng số, chứ không phải là những kiến thức cụ thể 1 cộng 1 bằng 2. Ai cũng toàn tư duy theo kiểu học xong đại học thôi là xong, cùng lắm là học thạc sĩ, học lên tiến sĩ là không cần phải học gì nữa, cứ thế đi kiếm tiền của thiên hạ. Thế thì lấy đâu ra? Học nó là việc cả đời, vì xã hội nó luôn thay đổi, thế nên chẳng có gì khẳng định được là làm đúng một nghề có thể tồn tại đến cuối đời được cả.
Chính vì thế nên đặt vấn đề về việc làm thế nào để học đúng ngành, làm đúng nghề thời buổi hiện nay, nó là điều gần như không thể được rồi. Cái quan trọng nhất là trường nào dạy cho bạn được cái tư duy, được cái khả năng tự học, được cái khả năng thích nghi, để sau này ra trường cái thời thế nó có thay đổi như nào thì mình cũng có thể tồn tại được. Ngày xưa thì nó còn có mạng 2G, chứ đến ngày 15 tháng 9 tới đây thì nhà nước mình cắt cái mạng đó đi rồi. Thế mà bây giờ ông vẫn muốn là mang cái kiến thức học được về mạng 2G ra để xử lý cái mạng 4G hiện tại. Ôi thế thì lấy đâu ra? Chính vì thế nên cái khả năng tự học nó mới là quan trọng. Chứ thời buổi hiện nay cái gì cũng đòi phải được quy chuẩn thành sách giáo khoa mới học, thì lúc ấy toang bố lâu rồi. Xã hội nó bán hàng một phiên livestream cả chục tỷ rồi, đợi đến lúc viết sách xong đưa vào trong các trường ấy thì livestream còn cái vẹo gì nữa đâu. Chính vì thế nên buộc phải tự học mà thôi. Đấy, mà nhắc đến 2G với 4G thì câu hỏi đặt ra đó là tại sao phải tắt cái sóng 2G đấy đi làm gì? 2G ở đây nó có nghĩa là gì? Thế xong rồi thì cái chữ G ở trong cái mạng này nó là cái gì mà suốt ngày thấy nào là 2G, 3G, 4G, rồi thì đợt vừa rồi còn thấy cả 5G nữa. Chữ G ở đây nó là viết tắt của từ Generation, tức là thế hệ. 2G là các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2, 3G là thế hệ thứ 3, trước đó còn có cả 1G nữa. Về việc tắt sóng 2G thì đây là lộ trình chuyển đổi số mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra từ năm 2022 để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của đất nước rồi. Và tắt sóng 2G đi như vậy là để tiết kiệm chi phí vận hành, dồn nguồn lực cho các sóng như là 4G hay 5G. Đâu chỉ có tắt sóng 2G đâu mà Việt Nam mình còn có lộ trình tắt cả sóng 3G vào năm 2028 nữa cơ. Đây là cái mà các nước phát triển họ làm từ rất lâu rồi. Nhật họ tắt sóng 2G từ năm 2010, Hàn Quốc làm điều đó từ năm 2011. Đến ngày hôm nay thì Singapore họ còn chuẩn bị tắt luôn cả sóng 3G rồi cơ. Chính vì thế nên ở Việt Nam mình tắt sóng 2G như này cũng chẳng có gì là khó hiểu cả. Phải nghiên cứu về cách hoạt động cũng như duy trì các hệ thống mạng 2G, 3G, 4G hay 5G thì mới thấy được định hướng này của Bộ Thông tin và Truyền thông đúng đắn như thế nào. Bây giờ cái mạng 2G nó như kiểu là cái xe máy cũ cà tàng ấy mà, ăn xăng này, khí thải thì ô nhiễm môi trường này, xong rồi rất hay hỏng vặt nữa, duy trì được nó cực kỳ tốn kém. Mạng 3G thì nó như kiểu là cái xe máy đời mới vậy, đi nó êm hơn, nó đỡ ồn hơn, tốn ít xăng hơn. 4G thì nó như kiểu ô tô vậy, đi vừa nhanh vừa mát, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, mà công nghệ nửa xăng nửa điện bây giờ nó còn tốn ít nhiên liệu nữa cơ. Còn 5G thì nó như kiểu máy bay vậy, đi từ Bắc vào Nam mất có 2 tiếng thôi, cực kỳ nhanh. Một gia đình bây giờ có đầy đủ các loại phương tiện như thế, trong khi diện tích thì có hạn, ngân sách thì có hạn, thế mà bây giờ vẫn cứ phải để chênh ảnh cái ông xe máy cà tàng ở trong nhà. Thế thì để làm gì đâu, sáng nào cũng phải đem ra nổ một cái, rồi chạy vài vòng quanh chợ cho nó đỡ hỏng. Đi có một đoạn thôi mà nó uống xăng hơn cả ô tô, thế thì đi làm cái gì? Thà bỏ luôn nó đi, dành diện tích và ngân sách đó cho các phương tiện khác có phải tối ưu hơn không? Chuyển sang đi ô tô vừa không tốn nhiều chi phí mà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, sướng hơn rất nhiều. Cái mạng 2G với 4G nó cũng y hệt như chiếc xe máy cà tàng và chiếc ô tô đời mới vậy. Duy trì vận hành cái mạng 2G rất tốn kém mà lợi ích mang lại cho bà con đâu có cao đâu. Trong khi cái mạng 4G thì có thể nghe gọi bình thường, ngoài ra còn gửi được hình ảnh, gọi video, nhìn thấy mặt nhau được luôn. Chưa kể là còn có thể giúp bà con tích hợp được rất nhiều các cái dịch vụ khác ở trên đó. Mọi thủ tục bây giờ đều có thể làm online được hết, không phải làm cơ học như ngày xưa làm gì cho vất vả nữa cả. Vừa có thể tiết kiệm được thời gian, vừa có thể tiết kiệm được chi phí cho cả xã hội. Những cái đơn giản lặp đi lặp lại hàng ngày thì thôi bây giờ mình để cho máy nó làm, chứ cái gì cũng phải có tay của con người động vào xử lý, thế thì chết, sức đâu ra. Đơn giản như việc đi đóng tiền điện thôi, cứ đi gõ cửa từng nhà để thu ấy, thì lấy đâu ra sức. Thay vào đó dùng mạng 4G đóng tiền qua app là xong, cả bên đóng và bên thu đều nhàn, tiết kiệm được bao nhiêu thứ. Đến đây thì có một câu hỏi nữa được đặt ra, vậy thì bà con có ảnh hưởng gì khi bị tắt sóng 2G này không? Đâu phải ai cũng đủ tiền để mua điện thoại smartphone để dùng sóng 4G đâu, chưa kể là thủ tục chuyển đổi có phức tạp gì hay không? Câu trả lời đó là bà con sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả, vì đã có Vinaphone hỗ trợ bà con tới tận răng rồi. Nhà mạng Vinaphone sẽ có nhân viên đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ bà con ở vùng sâu, vùng xa, miền núi hay hải đảo. Còn ở 63 tỉnh thành phố thì bà con chỉ cần đến các chi nhánh của Vinaphone hoặc là đến các chuỗi cửa hàng điện máy xanh hay Thế giới di động là sẽ có người của Vinaphone hỗ trợ nâng cấp máy chuyển từ 2G sang 4G.
Đặc biệt nhất là Vinaphone còn có chương trình cung cấp miễn phí 5 dòng máy điện thoại 4G cho khách hàng với giá cước chỉ có 57.500 đồng trong vòng 6 tháng. Tính ra chưa tới có 10.000 đồng một tháng là đã có thể chuyển từ 2G lên 4G mà lại có điện thoại để dùng luôn rồi. Ngoài ra thì bà con còn được tặng 30GB data và gói truyền hình MyTV dùng cho smartphone cùng với rất nhiều các ưu đãi khác. Để được hỗ trợ chi tiết cách thức chuyển đổi lên máy điện thoại 4G và được tư vấn các ưu đãi tốt nhất thì anh em có thể liên hệ tới Vinaphone theo các cách sau. Đầu tiên, đó là có thể gọi điện lên tổng đài chăm sóc khách hàng của Vinaphone theo số 1800 1091, hoặc cách thứ hai đó là đến các điểm giao dịch của Vinaphone tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Cách thứ ba là có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Vinaphone qua fanpage VNPT gạch ngang Vinaphone. Thông tin chi tiết về việc nâng cấp từ 2G lên 4G này em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp ơi.